Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thì nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Thanh Hóa hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra sự cố sụt lún mái đê sông Mã. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Trong buổi sáng hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm các sản phẩm giải pháp mô hình chuyển đổi số, giới thiệu các sản phẩm giải pháp chuyển đổi số, các mô hình ứng dụng chuyển đổi số thành công của các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh. Tiếp đó tại hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số đã trao đổi chia sẻ với tỉnh Thanh Hóa nhiều nội dung quan trọng làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và kế hoạch chuyển đổi số trong thời gian tới cũng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các bộ ngành đã thực hiện nghi thức khai trương thử nghiệm phát sóng 5G và trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC tỉnh Thanh Hóa. Tham quan trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa. Trong buổi chiều hôm nay, ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hai phiên thảo luận chuyên đề chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Thanh Hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Đây là nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn với kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình giám sát, hôm nay ngày 6 tháng 10, đoàn giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, do đồng chí Lê Tiến Lam Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Nông Cống. Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống y tế trên địa bàn huyện Nông Cống cơ bản đáp ứng được công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư cho y tế vẫn chưa cao. Cơ chế xã hội hóa, đặc biệt là việc thực hiện đề án liên doanh đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật cho một số trạm y tế gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trường đoàn giám sát, đề nghị huyện Nông Cống cần phát huy tốt hơn nữa những nguồn lực đầu tư cho y tế, tránh lãng phí cơ sở vật chất trên thiết bị đã được đầu tư, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cả về số lượng và chất lượng, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình trạm y tế kiểu mẫu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm duy trì và nâng cao tiêu chí quốc gia về y tế. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ghi nhận tiếp thu các kiến nghị đề xuất của huyện Nông Cống để tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh. Sáng nay, đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra chỉ đạo các giải pháp an toàn khắc phục sự cố sụt lún mái đê tả sông Mã thuộc địa phận xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài vừa qua trên địa bàn xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa đã xảy ra sự cố sụt lún mái đê phía sông đoạn từ km 49 950 đến km 50 950 đê tả sông Mã. Chiều dài các đoạn sụt lún khoảng 1 km, vị trí sụt lún sát mép bê tông mặt đê, đặc biệt có hai vị trí xuất hiện công trượt và sụt lún sâu với chiều dài khoảng 80 m điểm sụt lún sâu nhất tới 1,3 m Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa tiếp tục cắt cử lực lượng canh đê 24 trên 24 giờ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các xe có tải trọng trên 10 tấn lưu thông trên tuyến đê đang có sự cố. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cụ thể hiện trạng sụt lún, có phương án xử lý khẩn cấp công trình gia cố mái đê, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí nguồn lực thực hiện để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến đê tả sông Mã, bảo vệ tính mạng tài sản trực tiếp cho năm xã vùng tả ngạn sông Mã với dân số khoảng 29.000 người. Hôm nay đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, cục trưởng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn quy định của trên và tham mưu chỉ đạo về chuyên ngành của cơ quan đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý, đăng kiểm quân sự, duy trì có nền nếp hệ thống sổ sách theo dõi thống kê và công tác kiểm định định kỳ đột xuất đối với các trang thiết bị đo lường thử nghiệm đánh giá đúng chất lượng vũ khí xe máy phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng cơ động duy trì tốt chế độ bảo quản bảo dưỡng kiểm định hạn chế xuống cấp hư hỏng đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật thường xuyên tập huấn rèn luyện nâng cao trình độ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới qua đó đánh giá công tác tham mưu chỉ đạo hướng dẫn và kết quả thực hiện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm tại các cơ quan đơn vị, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục để đảm bảo thực hiện tốt nề nếp công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự trong thời gian tới. Từ đầu tháng 7 đến nay, sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp tại phường Hải Thanh thị xã Nghi Sơn. Ổ dịch này đến nay đã ghi nhận hơn 200 ca bệnh. Đến nay, dịch sốt xuất huyết đã lây lan tại 7 trên 7 khu phố của phường Hải Thanh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn tiếp tục huy động nhiều lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường và làm thủy vực trên địa bàn toàn phường. Mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng địa phương rất nỗ lực trong triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh, nhưng người dân lại khá chủ quan. Một số bệnh nhân tự ý điều trị tại nhà, đến khi bệnh diễn biến nặng mới nhập viện, dẫn đến khó khăn trong công tác điều trị. Một số người dân còn đang còn chưa phối hợp, còn đang còn chống đối lại trong cái việc đổ vào những cái nước thải, những cái nước nước đọng, nước tù của của các hộ gia đình, đặc biệt là đối với những cái hộ mình làm mắm, làm làm mắm làm nhút. Trong thời gian tới, thì trung tâm y tế cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với chính quyền xã phường Ngải Thanh để triển khai các cái biện pháp tiếp tục ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt loang quang bỏ gậy để làm thế nào phải làm triệt để. để trên cơ sở đấy thì tiếp tục sẽ có cái biện pháp giám sát quản lý ca bệnh và phun chủ động để diệt cái mối trứng thanh nhằm cắt đứt cái cái, cái, cái nguồn lây cái các cơ cái truyền bệnh đối với cái ổ dịch hải thanh này trong phòng chống dịch ý thức tự giác chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch của người dân đóng vai trò quyết định thành công của công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết bởi dù lực lượng, lượng chức năng có tích cực làm thủy vực phun hóa chất diệt mũi mà người dân không tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như ngủ màn, loại bỏ phế thải và dụng cụ chứa để diệt loang quang bọ gậy thì dịch bệnh rất khó kiểm soát. Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ phối hợp với lực lượng quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa vừa ra quân xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán tại khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa. Thời gian gần đây, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán tại các trục đường trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa diễn ra khá phổ biến, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ đã bố trí lực lượng tuyên truyền nhắc nhở và động người dân chấp hành nghiêm quy định, đồng thời ra quân giải tỏa, tháo rỡ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Ủy ban nhân dân phường Đông Thọ cũng yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán ký cam kết không tái lấn chiếm về hè lòng đường trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga, đồng thời tổ chức bố trí lực lượng chức năng phối hợp thực hiện các biện pháp duy trì chống lấn chiếm hành lang về hè trong khu công nghiệp để kinh doanh, buôn bán, góp phần tạo không gian xanh sạch đẹp và văn minh cho đô thị. Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bá Thước vừa bàn giao nhà đạo đoàn kết cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ trái tim nhân ái Hà Nội đã hỗ trợ các hộ gia đình ông Hà Văn Trinh ở thôn Cỏ Lượn, xã Điền Trung, ông Lê Quang Đạo ở thôn Say Lùi, xã Điền Thượng, bà Lữ Thị Le thôn Cốc, xã Thiết Ống, ông Hà Văn Thuật thôn La Hán, xã Ban Công, mỗi hộ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngoài ra các hộ cũng được chính quyền địa phương và anh em làng xóm dòng họ giúp đỡ các ngày công xây dựng. Đến nay sau hơn 3 tháng thi công, các ngôi nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ ủng hộ của các nhà hảo tâm trong câu lạc bộ nhằm giúp các hộ nghèo với bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa chính thức ra mắt trang thông tin điện tử với giao diện mới tại địa chỉ https 2 2 hình thanh vn Website được thiết kế và vận hành bởi VCCorp, đơn vị có uy tín về thiết kế hệ thống quản trị nội dung cho nhiều tờ báo điện tử tại Việt Nam. Trang thông tin điện tử mới có giao diện thông minh, thân thiện, được xây dựng trên nền tảng hệ thống toàn soạn điện tử có quy trình xuất bản hiện đại, tối ưu và tiện ích. Tại đây, bạn đọc, khán thính giả dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái tin tức đa nền tảng của TTV. Xem trực tuyến kênh truyền hình TTV và nghe radio thanh hóa mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị xem lại nghe lại các chương trình phát thanh truyền hình trải nghiệm những tác phẩm báo chí đa phương tiện như long form e magazine photo story infographic podcast và nhiều hơn nữa từ đây người dùng có thể tiếp tục kết nối hệ thống tin tức mà đài phát thanh và truyền thanh hóa đã phân phối sản xuất trên các nền tảng số khác như facebook zalo youtube tiktok đây là bước thay đổi mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm mới cho độc giả, khán thính giả mở ra hướng phát triển mới của Đài Thanh và Truyền Thanh Hóa phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Truyền Thanh Hóa.vn hơn cả tin tức ở đâu có khán giả ở đó có TTV. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.